Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 21 đọc cô quái khách tác giả giả Kim Dung diễn đọc Chương Vũ. Lâm Nguyệt Thu nghe đọc cô nhạn nói như vậy thì Dương cặp lông mài lên hỏi lại. Hả? Mới chia tay có mấy bữa mà người không nhận được ra ta ư? Giọng nói của nàng ra vẻ hờn giận. Đọc cô nhạn nhìn chằm chặp vào mặt của Lâm Nguyệt Thu, rồi đột nhiên nổi lên một tràng cười rỗ cười lăn cười lộn cười vẹo cả lưng một hồi lâu không ngừng lâm nguyệt thu thấy thái độ của độc cô nhạn trở nên thất thường như vậy thì không khỏi kinh ngạc nàng hỏi bằng một giọng khá là thân thiết người điên rồi hay sao độc cô nhạn nhìn nàng vừa cười vừa đáp đúng đó ta điên rồi đấy lâm nguyệt thu cười lại hỏi ta biết tại sao ngươi điên rồi độc cô nhạn không khỏi sửng sốt hỏi ngươi biết rồi ư lâm nguyệt thu lên giọng bí mật đáp dĩ nhiên là ta biết ta không cần tận mắt thấy mà đoán ra cũng được vậy thì ngươi nói đi vì sao mà ta phát điên vậy nhất định là con nhỏ chủ nhân của con chim to lớn kia đã không yêu ngươi nữa nói tầm bậy nói đoạn chàng lại cười rỗ lâm nguyệt thu châu mài dậm chân nói hỏng bét ngươi điên thật sự rồi đọc cô nhạn ngừng tiếng cười và nói Lâm Nguyệt Thu Ta muốn hỏi người một câu Thì ngươi cứ hỏi đi Người, người thích ta lắm có phải không? Lâm Nguyệt Thu nhìn đọc cô nhãn chậm chặp một hồi Nàng ngớ ngẩn suốt thần mặt đỏ lên hỏi Tại sao ngươi hỏi ta câu này? Ngươi bất tất phải hỏi lại làm chi? Chỉ cần trả lời ta có hay là không thôi Lâm Nguyệt Thu bất đắc dĩ Cúi gầm đầu xuống và đáp Có, tiếng của nàng khẽ nhưng lọt vào tai của độc cô nhạn tưởng chừng như là một tiếng sét chàng thở dài hỏi nữa vậy người có vui lòng kết hôn với ta không lâm nguyệt thu bẽn lẽn đáp vui lòng độc cô nhạn lại cười rộ nói được lắm vậy chúng ta đi kiếm người chứng để làm lễ thành hôn được không lâm nguyệt thu trong lòng sung sướng như mở cờ nhưng cố giấu kín không để lộ ra ngoài mặt của nàng sững sùng rồi đáp Tay đó là tùy ở nhãn ca thôi nhưng nàng vừa nói dứt lời thì đột nhiên bên mình có thêm một người xuất hiện người này tới không phát ra một tiếng động tựa hồ như là ma quỷ hiện hình khiến trò lâm nguyệt thu cùng đọc cô nhãn đều giật mình kinh hãi nguyên độc cô nhãn trong lòng đang vô cùng khích động còn lâm nguyệt thu thì vui mừng quá đỗi đến say sưa ngây ngất hai người như điên như dại đến nỗi có người tới mà không hề hay biết Độc Cô nhạn chuyển động ánh mắt, chàng quang mang chắp tay xá dài và lên tiếng chào. Xin chào đoàn lão tiền bối. Người mới đến chính là thiên nam độc thánh đoàn dân trình. Ông ta vẻ mặt trầm trọng so với khi gặp chàng lần trước. Thì lần này tiêu tủy đi nhiều, đầu tóc bơ phờ râu ria tua tủa, hai mắt nổi lên đầy tia máu đỏ như một người thất hồn thất phát vậy. Ông ta đưa ánh mắt liếc qua Lâm Nguyệt tu rồi hỏi. Con nhỏ này là ai vậy? Đọc cô nhạn vẫn băn khoăn ngập ngừng đáp. Dạ, đó là Lâm cô nương. Đoàn dân trình cất giọng trầm trầm ngắt lời. Lão Phu muốn hỏi nó là người thế nào? Tại sao đi cùng với thiếu hiệp kìa? Đọc cô nhạn sửng sốt đáp. Cái đó dường như đoàn lão tiền bối bất tất phải hỏi làm chi? Vì ở trong lòng đang bối rối nên câu trả lời của chàng có vẻ vô lễ. Thiên Nam đọc thánh đoàn dân trình như chạm phải đinh Lão tức giận trợn ngược hai mắt Rầu tóc dựng đứng cả lên Tưởng chừng như sắp làm giữ đến nơi Lão lấp bắp một hồi rồi thừ người ra thở dài nói Ê, Đúng thế Lão phù hỏi như vậy là không tiện Lão đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi hỏi tiếp Còn lão trọc kia đâu rồi Độc cô nhạn biết đoàn dân trình muốn nói Tứ bất hòa thượng Chàng ngần ngừ một lúc rồi đáp Tại hạ bữa trước có gặp y một lần nhưng chỉ hốt quảng một lúc rồi lật đật chia tay đoàn dân trình nhảy chồm lên rồi la lối sao chỉ một lúc rồi chia tay ư ừ. vậy ra lão không đi theo thiếu hiệp sao đọc cô nhãn ấp úng nói có đi chung với nhau nhưng chưa được bao lâu vì một nguyên nhân khác nên phải chia tay đoàn dân trình lẩm bẩm tức giận rồi hỏi vì nguyên nhân gì vậy Lão không chờ cho đọc cô nhãn trả lời đã lớn tiếng nói tiếp. Thảo nào lão trọc đó không thông tin cho lão phù lấy một tiếng nào. Chuyến sau mà bị lão phù tóm cổ thì phải đánh cho què chân mới được. Đọc cô nhãn cực kỳ bối rối vì chàng không biết trả lời đoàn dân trình về chuyện của đoàn hiểu dân ra sao. Hơn nữa trong lòng của chàng đang gặp nỗi đau thương. Chỉ hận mình không chết đi cho rồi. Lâm Nguyệt Thu đứng bàn hoàng bằng con mắt lạnh lùng không nói gì bây giờ nàng mới khẽ cất tiếng hỏi đọc cô nhãn lão là ai vậy đọc cô nhãn châu mài đáp là đoàn lão tiền bối câu trả lời của chàng quá ư hàm hồ lâm nguyệt thu hoang mang không hiểu nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lão quen dơi nhãn ca sao đọc cô nhãn ra chịu khó chịu đáp bất qua mới chỉ gặp nhau một lần thiên nam độc thánh đoàn dân trình nghiến răng thóa mã tứ bất hòa thượng một hồi sao lại thấy độc cô nhãn cùng lâm nguyệt thu thì thầm to nhỏ với nhau ra chịu thân thiết thì lão không chịu được nữa tức giận phờ râu hỏi giữa các người có mối quan hệ gì vậy lâm nguyệt thu dương cặp mày liễu lên rồi đáp chẳng có mối quan hệ gì hết nhưng mà rồi nàng đỏ bừng hai má cúi đầu xuống nói tiếp bây giờ bọn tại hạ đang sắp sửa soạn kết hôn với nhau đoàn dân trình nhảy lên cao mấy thước lớn tiếng hỏi kết hôn có thật như vậy không đọc cô nhạn cặp mắt thẫn thờ nhìn vào bóng đêm trầm ngâm không nói gì cả sợ dĩ chàng nói với lâm nguyệt thu cùng nàng kết hôn chỉ là câu nói để phát tiết nỗi quẩn quất ở trong lòng mình dĩ nhiên đó không phải là sự thật chẳng phải chàng không có ý kết hôn nhưng kết hôn với ai thì được chứ không khi nào lại kết hôn với em gái mình lâm nguyệt thu nhớ cặp lông mày Lão tiên sinh bị làm sao thế? Hôn nhân là chuyện lớn, chẳng lẽ bọn tại hạ lừa gạt tiên sinh hay sao? Nàng đảo cặp mắt sững sùng rồi nói tiếp. Bây giờ bọn tại hạ còn thiếu người làm chứng. Lão tiên sinh, lão tiên sinh có đồng ý giúp cho chuyện đó hay không vậy? Đoàn dân trình như người phát điên lên lão la lớn. Sao? Ta không được, các người muốn chết cả hay sao? Lâm Nguyệt Thu tức giận hỏi. Lão nói vậy là có ý gì? Lão không bằng lòng giúp cho thì thôi Sao lại mở miệng mắng người Nàng đảo mắt nhìn đọc cô nhạn rồi hỏi Nhạn ca Tính thế nào đây Câm rồi sao mà không nói Đọc cô nhạn như quả bóng xì hơi Chàng thở dài rồi không nói gì Đoàn dân trình trừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Thu lão trầm giọng quát Các người không thể kết hôn được Lão không chuẩn cho Lâm Nguyệt Thu vừa nóng nảy vừa tức giận la lên Lão lấy quyền phép gì mà không chuẩn cho Độc cô nhãn Tại sao lão lại can thiệp vào chuyện của chúng ta vậy hết Nhãn ca bảo rằng mới gặp lão lần đầu Thì vì lẽ gì mà lão lại hung hăng với mình như vậy Đồ nhân trình đột nhiên nổi tràn cười rõ rồi nói Không cho là không cho Nếu ngươi làm cho lão phù điên tiết lên Thì lão phù đánh cho một chưởng chết tôi rồi sẽ nói Độc cô nhãn Ngươi đuổi thì đi cho ta Lâm Nguyệt Thu tức giận Nát mặt xám ngắt nàng la lên Đọc cô nhãn Nhãn ca để cho lão làm nhục tiểu muội như vậy sao Màu giết lão quỷ này đi Lão làm muội tức đến chết người đây nè Nàng vừa dứt lời thì đã dung trưởng lên đánh Đoàn dân trình cười rộ nói <cười> Đó là mi tự tìm lấy cái chết đó Lão xoay tay lại quạt một cái Một làn ánh sáng mờ mờ giọt ra ngân địch Đọc cô nhãn thấy vậy cả kinh Chàng biết rằng đoàn dân trình là một tay lợi hại vô cùng. Bất luận thế nào chàng cũng không thể để cho Lâm Nguyệt Thu chết dưới tay của đoàn dân trình được Độc cô nhạn chẳng để ý gì đến sự an nguy của bản thân mình Chàng lãng người ra đứng chắn ở phía trước rồi thét lên Dừng tay Đồng thời chàng dẫn công lực để hộ vệ bản thân và chuẩn bị tiếp nhận đoàn đánh của cả hai bên Đoàn dân trình thấy vậy cả kinh lão nghiêng cổ tài đi để cho chuẩn lực xéo sang một bên Lâm Nguyệt Thu cũng quảng hốt thu chưởng dậy bằng cách giảm bớt năm thành công lực nghe đánh sầm một tiếng chứng lực của đoàn dân trình đã đánh xéo sang đóng loạn thạch kế bên đóng loạn thạch này ban đầu lẫn lộn sắc xanh vàng và trắng nhưng bị chưởng lực màu đỏ mịt mù đánh vào nên biến thành màu đỏ lâm nguyệt thu giật mình kinh hãi kêu lực chưởng lực gì thế độc chưởng có phải không đoàn dân trình hán giọng một tiếng rồi đáp nếu không có độc cô nhạn sen vào giữa thì ngươi đã biến thành một đống máu rồi đó. Lâm Nguyệt Thu tức quá nghiến răng dậm chân. Nàng lùi lại ba bước rồi móc ống ngọc tiêu ở trong tay đưa lên miệng thổi. Tiếng sao choàng choảng như tiếng gươm giáo chạm vào nhau chát chúa. Đoàn dân trình nghe vậy không khỏi sửng sốt miệng lắp bắp. Ờ, âm công ư? Y thị là đồ đệ của âm thánh lâm thiên lối. Rồi lão cười ha hả nói. <laughs> trò chơi này đối với người khác còn có ý nghĩa chưa đối với ta thì chẳng có ăn thua gì đâu dứt lời lão dung tay điểm ra một chỉ chỉ nghe cách một tiếng ngọn tiêu trên tay của lâm nguyệt thu lập tức gãy làm hai đoạn đọc cô nhãn lạnh lùng nhìn lâm nguyệt thu rồi lại ngó đoàn dân trình chàng vững dưng tự hồ chẳng có điều chi quan hệ lâm nguyệt thu tức quá xa lễ nàng hằng học kêu lên đọc cô nhãn Quỳnh dưỡng dưng như vậy nghĩa là thế nào hả? Quỳnh chẳng đã định kết hôn cùng tiểu muội hay sao? Quỳnh là chồng tương lai của tiểu muội thì tại sao? Thấy người vợ của mình bị kẻ khác uy hiếp mà lại không ngó ngàn gì đến vậy? Độc Cầu nhạn trong lòng cực kỳ phiền não. Chàng không hiểu nên nói gì hay làm gì bây giờ. Thực ra chàng chẳng có câu gì đáng nói, chẳng có việc gì đáng làm thế rồi chàng vẫn lẳng lặng đưa nhãn quan nhìn xa ở phương trời thẳm dường như đang lúc trầm tư lâm nguyệt thu tức đến độ không nói ra lời nàng hậm hực bỏ đi nhưng cặp chân nhũn ra hai bàn chân tưởng chừng mọc rễ khó mà cất bước đoàn dân trình nhìn thẳng vào mặt của độc cô nhạn rồi quát khỏi bây giờ ngươi có còn định kết hôn với thị nữa không độc cô nhạn đành phải lên tiếng thanh âm của chàng lạnh toát như buổi ban đông Chàng nhạt nhẽo đáp Kết hôn hay không là chuyện riêng của ta Đoàn dân trình không chờ chàng dứt lời đã lên tiếng quát Nói bậy Ít ra người phải chữa bệnh cho con gái của ta trước Người quên lời hứa với ta rồi ư ừ. Nếu người phá hoại chân khí thuần dương Thì con gái của ta không tài nào chữa khỏi được bệnh đó Đọc cô nhạn chau mài Lệnh ai Đọc cô nhạn toàn đem chuyện mình ngẫu nhiên gặp đoàn hiểu dân Đến khi nàng bị giam hãm vào trong khu vực của thuần du thế gia thuật lại cho lão nghe. Vì không sớm thì muộn những vụ này cũng tiết lộ ra thôi. Nếu giấu giếm lão thì chẳng quá ra làm mất phong độ của người nghĩa hiệp. Nhưng chàng vừa thoát ra được có hai tiếng lệnh ái còn đang chần chừ chưa biết nói tiếp như thế nào thì đoàn dân trình đã thở dài sườn sượt ngắt lời chàng. Con gái của ta mất tích rồi. Đọc cô nhã ngập ngừng đáp y đoàn dân trình lại nói tiếp y giữ một lòng hiếu thảo lão phu về đến nhà ở thiên nam thì phát giác y đã biền thờ để lại nói rằng còn sống ngày nào thì quyết đi tìm mẫu thân ngài ấy lão đăm đăm nhìn đọc cô nhạn một hồi rồi thở dài nói ê y biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa mà vẫn bôn ba trên đường dịu dợi y quả là một đứa con hiếu thuận nhưng đáng tiếc rằng tới đây giọng cô lão trở nên thê thảm nước mắt đầm đìa đọc cô nhạn cố đè nén mọi rối ren ở trong lòng lên tiếng hiện giờ lên ai đoàn dân trình lại xen vào lão phù đã quỷ thác bạn hữu tham thính xem y lạc lỏng ở nơi đâu à, chắc chẳng bao lâu sẽ tìm được y về lão trầm giọng rồi nói tiếp bây giờ lão phù không thể buông thà thiếu hiệp nữa Chờ bao giờ tìm thấy ái nữ Để thiếu hiệp chữa trị cố tật cho y xong rồi sẽ tính Độc câu nhạn sững sờ nói Tài hạ đã nhận lời quý thác Thì chẳng khi nào thất tính hay hối hận Nhưng không muốn tiếp nhận thái độ hung dữ của tiền bối Thật ra lệnh ai Đồ dân trình lớn tiếng quát Nếu con gái của ta mà xảy ra chuyện bất trắc Thì ngươi cũng đừng có hồng sống nữa đọc cô nhạn muốn đem tình hình nói rõ cho lão biết Nhưng tam phen tứ thứ đều bị lỡ cơ hội đoàn dân trình mỗi lúc mỗi hung dữ Đọc cô nhạn khi nào chịu nổi Chàng bất giác bật lên tiếng cười nhạt rồi không muốn kể chuyện nữa Lâm Nguyệt Thu thở hồng học một lúc Thì dần dần bình tĩnh trở lại đôi chút Nàng trỏ vào ống tiêu gãy rồi hậm hực la lên Đọc cô nhạn vụ này nhạn ca tính thế nào Đọc cô nhạn hai mắt trợn tròn xoe rồi đáp Ta đây giết người Gây nên bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa trên giang hồ nếu có chuyện gì thì cũng phải làm cho trời sầu đất thảm rồi mới ẩn nhẫn được. Lâm Nguyệt Thu sửng sốt. Nhạn ca điên rồi ư. Đọc cô nhạn thở dài hững hờ đáp. Đúng thế, ta điên rồi. Hài nói đúng ra là sắp điên. Đoàn dân trình trợn mắt lên nói. Dù cho ngươi sắp điên thì cũng phải chờ cho ta tìm thấy ái nữ. Để chữa bệnh cho nó rồi ngươi hãy điên. Đọc cô nhạn cười rõ hỏi. Nếu tài hạ muốn chết thì sao? Đoàn dân trình lại quát lớn Muốn chết cũng được Nhưng phải chờ cho ta trị bệnh cho con gái của ta xong đã Ta mà còn ở bên người của ngươi Thì ngươi đừng có hầu mà phát ra bất cứ bệnh gì Nếu không thì Người sống không được mà chết cũng không xong đó Đọc câu nhạn sững sờ Đoàn dân trình tuy căm hận mà nói lên những điều trái tay Nhưng lời nói của lão như là lưỡi dao Đâm vào trái tim của chàng vậy Lão lặp đi lặp lại một câu Sống không được mà chết cũng không sống Đúng vậy Hiện giờ đoàn dân trình đang ở vào hoàn cảnh như vậy Sinh mạng đó dây lão không có ý nghĩa gì Nhưng lão cũng không thể chết cho xong Lâm Nguyệt Thù thấy lão ngớ ngẩn bất giác cười rộ rồi hỏi Đọc cô nhạn Lão là con người thế nào vậy Sao lão lại cai quản được nhạn ca Đọc cô nhạn gai gắt Nói càng Nói càng ư Lâm Nguyệt Thu lại cười ngặt nghẽo cười lăn lóc ra. Một hồi lâu nàng dừng tiếng cười rồi nói. Đọc cô nhãn, bây giờ phải tìm lấy một con đường mà đi. Một là cho lão già kêu một bài học rồi chúng ta tìm nhân chứng khác để kết hôn. Hai là mắt của nàng sắc tên, nhìn thẳng vào mặt của đọc cô nhãn rồi nói tiếp. Hai là nhãn ca riêu riếu theo lời của lão. Đi tìm con gái bửu bối của lão mà chữa trị cố tật cho y thị. Phải rồi, đọc cô nhãn. Đến bao giờ thì nhãn ca làm chức lan trung Đoàn dân trình phờ râu trợn mắt nói Độc cô nhãn nếu ngươi không đuổi con nha đầu này đi Thì lão phu phải làm cho thị chết không còn đất chôn Dù ngươi có trắng cũng không được đó Lâm người Thu thét lớn Độc cô nhãn Bây giờ nhãn ca đi trị bệnh cho con gái của lão Hay là đi kết hôn với tiểu muội đây Nhãn ca chọn lựa một con đường dứt khoát đi Độc cô nhãn mặt nổi gân xanh Cán toát mồ hôi nhỏ giọt Chàng trợn hai mắt gầm lên Các ngươi đừng có bước bắt ta nữa Ta đang phiền não đến cùng cực rồi đây Lâm Nguyệt Thu vừa khóc vừa la Nhạn ca phiền não cũng không được Phải tỏ ra thái độ Nếu nhạn ca đi theo tiểu muội Thì đánh đuổi lão già kia đi Lão khinh mạng tiểu muội lắm rồi đó Đọc câu nhạn như người phát đi Chàng cười rõ rồi hỏi Thu muội nguyện ý lấy ta ư Lâm nguyện Thu mắt tròn xe lên tiếng đáp đó là nhãn ca yêu cầu tiểu muội mà đọc câu nhạn đột nhiên ngẩn mặt trong trời rồi nói tiểu huynh nói chơi thôi bây giờ tiểu huynh không thể nói dối thu muội được nữa vì thu muội cũng như tiểu huynh thật là đáng thương lâm nguyệt thu nghe đọc câu nhãn nói câu này như xét đánh ngang tay nàng rít lên sao người nói đùa ư ngươi còn có bụng giả mà đùa cỡ ta ư đọc câu nhãn đáp không phải tiểu huynh định bụng như thế đâu Đáng trách là bữa nay Thu muội cùng Tiểu Huynh gặp nhau trong trường hợp éo le. Lâm Nguyệt Thu hầm hầm hét lớn. Ngươi là kẻ lừa gạt, là quân vô lại. Độc cô nhạn thở dài đáp. Thu muội muốn mắng Tiểu Huynh thế nào cũng được. Tiểu Huynh cũng chẳng tưởng gì nữa. Nào chí khí, nào tiếng tâm. Nhất thiết đối với Tiểu Huynh đã trở thành vô vị rồi. Chàng thê thảm kêu lên. Tiểu Huynh nói lấy Thu muội nhưng tiểu huynh không thể làm như thế được bất luận thế nào cũng không được tiểu muội bỏ ý nghĩ đó đi lâm nguyệt thu toàn thân rung lên bần bật hận mình không thể băm dầm đọc cô nhãn ra được nhưng sao nàng nghĩ lại thấy chàng thần trí thất thường một cách ghê gớm thì cho là chàng phát điên thật nàng nghiến răng la lên đọc cô nhãn ngươi đừng tưởng là mình đẹp mình tài khiến cho con gái trong thiên hạ phải siêu lòng ngươi có lòng độc ác độc hơn rắn rết ta căm hận ngươi ta hối hận sau bữa nay lại gặp ngươi nàng lão đảo trở gót toàn quay đi độc cô nhạn cũng lão đảo như người say rượu chàng la lên khoan đã đoàn dân trình quát hỏi ngươi ngăn thị làm gì chứ chẳng lẽ ngươi muốn lão phù giết thị hay sao độc cô nhạn bỗng gầm lên một tiếng như trời long đất lở tiền bối không dám đâu âm thanh của chàng làm chấn động cả một vùng chẳng những lâm nguyệt thu kinh hãi dừng bước mà ngay cả đoàn dân trình cũng phải run sợ Giọng nói trở lại hòa quản, Lão lên tiếng hỏi Tại sao lão phu không dám vậy Độc cô nhạn gầm lên nói Nếu tiền bối mà giết y Chẳng những cô con gái bảo bối của tiền bối hết đời Mà ngay cả cái mạng già của tiền bối cũng nguy đó Đoàn dân trình lên tiếng hỏi Tại sao vậy Vì tại hạ sẽ liều mạng với tiền bối Đoàn dân trình chỉ hắn giọng chứ không nói gì nữa đọc cô nhạn đột nhiên quay lại rồi xa lệ nói thu muội lâm nguyệt thu vừa khóc vừa la nhạn ca nhạn ca nhạc ca thay đổi ý rồi chăng đọc cô nhạn thở dài đáp Ê không có đâu tiểu huynh không thể nào hồi tâm chuyển ý được tiểu huynh và thu muội không thể nào thành hôn đó là điều bất di bất dịch nhưng tiểu huynh và thu muội cũng không thể tuyệt giao được thu muội ơi Tại sao số mạng của chúng ta lại khổ sở như thế này chứ? Độc cô nhạn không để ý gì đến thái độ của Lâm Nguyệt Thu. Chàng nước mắt lã chả tuôn rơi, ngẹn ngào không nói thêm được nữa. Lâm Nguyệt Thu cũng nước mắt tràn trề rồi la lên. Nhạn ca, tại sao vậy? Tại sao không thay đổi được? Chỉ cần nhạn ca yêu tiểu muội là xong. Bất luận sự đau khổ nào cũng chẳng làm cho chúng ta đầu hàng. Độc cô nhạn vẫn không nói gì, Lâm Nguyệt Thu vừa khóc vừa hỏi gặn lại. Nhạn ca, nhạn ca cho tiểu mũi biết đi. Nhạn ca có yêu tiểu mũi không? Độc cô nhạn cực kỳ xúc động chàng kêu lên. Dĩ nhiên là tiểu huynh yêu thu mũi rồi. Lâm Nguyệt Thu cũng kêu lên một tiếng. Trời ơi! Rồi nàng nhảy sổ vào lòng của độc cô nhạn. Đoàn dân trình quát tháo ôm sập. Độc cô nhạn, ngươi để cho thị làm thế này ư? Lão dơ ngón tay ra định chụp tới. Độc cô nhãn không quay đầu lại lớn tiếng quát Đi đi Chàng xoay lại phóng trưởng đánh ra Đoàn dân trình chẳng những muốn đọc cô nhãn Chữa tiền thiền cố tật cho con gái của lão Mà còn muốn chàng làm con rể nữa Nên bất luận thế nào cũng hạ độc thủ Chiêu trảo vừa rồi chẳng qua là muốn bức bách chàng phải ly khai Lâm Nguyệt Thu Nào ngờ đọc cô nhãn phát huy trên sáu thành công lực để phóng trưởng Khoảng cách gần mà hai bên đều phát chiêu mau lẹ nên lão bị trúng chưởng cảm thấy bộ ngực rung động khí huyết trong người nhộn nhạo suýt ngã lăn ra độc cô nhạn không để ý đến phát chưởng chàng đánh ra sao chàng vòng tay ôm chặt lâm nguyệt thu vào lòng đoàn dân trình nói giận đùng đùng lão đều dưỡng xong lại muốn ra tay trong từng tức giận lão không nghĩ tới hậu quả ra sao nữa nhưng hai lần lão giơ tay lên đều gặp thái độ cương quyết của độc cô nhạn khiến cho lão phải dừng lại bỗng nghe đọc cô nhạn thốt lên thu muội tứ huynh cần nói cho thu muội hay vì lẽ gì chúng ta không thể kết hôn được lâm nguyệt thu thẫn thờ nói sao lại không thể được chứ nếu nhạn ca đã thực lòng yêu muội thì còn có ai ngăn trở được chúng ta đọc cô nhạn dần dần bình tĩnh lại chàng từ từ buông hai tay ra rồi lắc đầu nói thu muội chúng ta có kết hôn hay không chưa bàn đến dội. nhưng thu muội càng biết nguyên nhân này Lâm Nguyệt Thu vẫn tựa vào lòng của độc cô nhạn Nàng ấp úng nói Nhạn ca nói đi Độc cô nhạn thở dài rồi nói Có một việc mà Thu muội còn chưa được biết là gì Là gì Chàng ngập ngừng mãi mà không nói nên lời Lâm Nguyệt Thu thúc giục Vì làm sao Nhạn ca nói mau đi Độc cô nhạn nghiến răng dậm chân rồi nói Tiểu huynh ừ, Không thể nói nguyên nhân ra được Nhưng tiểu huynh mách cho Thu muội một nơi để đến đó hỏi người kia rồi sẽ biết rõ nguyên nhân lâm nguyệt thu bồn chồn trong giả nàng ngắt lời đọc cô nhạn nhạn ca thế thì còn làm nam tử hán gì được nữa sao không nói quệt tẹt ra luôn mà cứ ướp ướp mở mở như thế này đọc cô nhạn lao nước mắt rồi chàng gượng cười đáp thu muội đến linh xà động trên núi quát thương ở đó có một người tàn phế trú ngủ thu muội vào ra mắt lão Báo rõ tính danh rồi lập tức lão sẽ cho mũi biết. Lâm Nguyệt Thu hoang mang hỏi lại. Linh xà động, núi quát thương ứng. Đó chẳng phải là nơi mà tiểu mũi đã nói cho nhạn ca nghe lời di ngôn của gia gia sao? Tại sao, tại sao tiểu mũi phải đi lên đó chứ? Độc Cô Ngạn ngẩn mặt lên rồi đáp. Ta không thể nói thêm gì được nữa. Chỉ cần thu mũi đến ra mắt một lần rồi sẽ biết rõ. Có điều thu mũi đi hay không là tùy ở thu mũi. Vì điều đó đối với thu mũi, Biết hay không biết cũng được thôi Lâm Nguyệt Thu châu mài nói Vậy thì tiểu muội đi với nhãn ca Nếu quả có lý do thì tiểu muội tuyệt không dây dưa đến nhãn ca nữa Nhưng nếu lý do đó không thỏa đáng Thì nhãn ca chẳng có lý do gì để từ chối hôn sự này Độc cô nhãn nhăn nhó cười đáp à, Lý do này đích đáng vô cùng Đáng tiếc là tiểu huynh không thể đi cùng với tiểu muội được Vì tiểu huynh vẫn còn căm hận người đó Không muốn thấy mặt của lão nữa Lâm Nguyệt Thu không chịu rồi nói: "Nếu Nhạn ca không đưa tiểu muội đi đến nơi đó, tiểu muội chẳng đi làm gì nữa mà cũng không buông Nhạn ca ra." Nàng nói xong rồi lại nắm lấy vạt áo của Độc cô Nhạn không chịu buông ra nữa. Độc cô Nhạn thở dài nói: "Thu muội, thu muội lượng thứ cho tiểu huynh, tiểu huynh phải cáo từ đây." Lâm Nguyệt Thu đưa tay nắm lấy áo của Độc cô Nhạn vừa la lên: "Không được, tiểu muội không buông ra đâu." Độc cô nhạn dở khóc dở cười, la to lên một tiếng rồi khẽ đẩy Lâm Nguyệt Thu ra. Chàng băng mình giọt đi. Chỗ giặt áo mà Lâm Nguyệt Thu nắm giữ, chàng đã giận ngũ hành thần công làm cho biến thành một mảnh giải trái thành tro Lâm Nguyệt Thu không làm sao được, nàng gào lên một tiếng giọng rất thê thảm. Độc cô nhạn ngươi thật là tàn nhẫn. Nhưng nàng đã kiệt lực, không rượt theo được nữa. Nàng ngồi bệt xuống đất, nức nở, nghẹn ngào, khóc lóc. Thiên Nam Độc Thánh đoàn dân trình trầm giọng quát lớn. Thằng lỗi lớn mật kia, ngươi định chạy đi đâu chứ? Rồi lão băng mình cũng được theo rất gấp. Lâm Nguyệt Thu khóc lóc, tưởng chừng như đứt từng đoạn ruột. Hồi lâu nàng ngừng lời lại. Rồi nhìn ra, đồng nội mênh mông lẩm bẩm nói một mình. Linh xà động có người tàn phế trú ngủ. Người này có ma lực ghê gớm đến đâu mà khiến cho nhãn ca biến thành một con người như thế này sau cùng nàng quyết định đến chỗ động linh xà núi quát thương một chuyến nàng định phương hướng rồi trầm trọng kéo lê bước chân mà đi độc cô nhạn chạy chừng sáu bảy dặm đường đột nhiên thở hồng hộc rồi dừng chân lại năm sáu dặm đường có bao xa đâu thật chưa đủ khiến cho chàng mỏi mệt đến như thế sở dĩ chàng chống mệt nhọc là vì chàng đeo nặng một mối tâm tình đoàn dân trình đã rượt đến nơi lão lên tiếng nói độc cô nhạn sao không chạy nữa đi Độc cô nhạn lắc đầu nhăn nhó đói Tại hạ không muốn chạy nữa đâu Tại hạ chỉ muốn tránh vị cô nương kia thôi Đoàn dân trình nghe thế thì trong lòng đồng tình Lão nở một nụ cười khoan khoái ôn tồn rồi hỏi Phải rồi Phải chăng thiếu hiệp vì ái nữ của lão mà ly khai thị Độc cô nhạn định lên tiếng phản bác Nhưng nghĩ đến đoàn hiểu dân Chàng lại nhổn người ra Nên buông tiếng thở dài hững hờ đáp Ê không phải Đoàn dân trình lại hỏi thế thì tại sao thiếu hiệp có chỗ khó nói ư ừ? đọc cô nhạn nhăn nhó nhìn lão gượng cười rồi đáp đúng thế tại hạ vốn chẳng muốn nói ra nhưng cho lão tiền bối biết thì cũng không hề gì mắt của chàng bỗng nhìn tới râu tóc rồi cặp mắt đỏ ngầu như máu của lão dáng dốc tiều tụy thì chàng nghĩ cũng thương tình miệng lẩm bẩm nói lão này quả là một người đáng thương trên thế gian Nỗi đau khổ của lão so với ta còn thâm trọng hơn nhiều. Nghĩ vậy cho nên chàng thở dài và nói. Ê, tiền bối có biết cô con gái đó là ai không? Là em ruột của tại hạ đó. Đoàn dân trình kêu trời một tiếng rồi lão hỏi. Cả hai người cùng một mẹ sinh ra hay sao? Đọc con nhạn chỉ gật đầu chứ không nói. Đoàn dân trình ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi. Sông thân của hai người vẫn mạnh khỏe chứ? Đọc cô nhạn lại gật đầu mà không trả lời Đoàn dân trình thở ra và nói Ê Lão phu lấy làm hối hận Là đã hiểu lầm thiếu hiệp Nhưng tại sao thiếu hiệp không cho lão phu biết trước vậy Đọc cô nhạn buồn rầu đáp Bây giờ không nói tới chuyện đó nữa Đây chẳng qua là số tiền định xui khiến Tại hạ bây giờ lại ao ước Mình là một đứa con coi cút Cha mẹ chết hết Còn hơn là có song thân như vậy Đoàn dân trình ngạc nhiên nói Thiếu hiệp nói sao Lão hắn giọng một tiếng rồi nói tiếp Phải chăng sông thần của thiếu hiệp Đối với thiếu hiệp gắt gào quá đổi Đọc câu nhạn lắc đầu đáp Họ bỏ tại hạ từ lúc còn thơ ấu Nên tại hạ rất giận Đoàn dân trình tìm lời khuyên giải nói Bất làm cha mẹ Phải đối xử với thiếu hiệp như vậy Chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ thôi Họ cũng phải khổ tâm vô cùng hiếu Hiệp nên biết rằng trên đời này khắp thiên hạ không một ai là không yêu con của mình đâu. Đọc câu nhạn chấn động tâm thần, câu này Linh Xà cư sĩ đã nói rồi. Nhưng vì lẽ gì mà hai người lại bỏ rơi chàng thì thật là một điều khó giải thích. Chàng đang ngẫm nghĩ thì bỗng nghe đoàn dân trình từ từ nói tiếp. Đáng thương cho kẻ làm cha mẹ trong thiên hạ. Lão phù cũng chỉ vì thương đứa con gái kia Nói tới đó rồi lão cảm khái thở dài rướm rướm xa lệ. Đọc câu nhạn cũng không khỏi đau lòng. Bao nhiêu ý nghĩ thù nghịch ở trong lòng hoàn toàn tiêu tan hết. Vì chuyện làm của đoàn dân trình làm cho chàng rất cảm động. Lão vì mong chữa bệnh cho đứa con gái mà chẳng quản thiên sơn dạng thủy bạc thiệp gian lao. Còn đoàn hiếu dân thì muốn cho cha mẹ đoàn tụ mà chẳng tiếc tấm thân sắp chết đến nơi. Một mình trơ trội len lỏi vào chốn giang hồ để tìm mẫu thân đó cũng là một việc khiến cho người ta cảm động chàng tự hỏi còn song thân của mình thì sao chàng không muốn nghĩ thêm nữa bây giờ chuyện đầu tiên chàng phải làm là nói chuyện của đoàn hiếu dân cho đoàn dân trình nghe chàng tính rằng không nên giấu giếm lão một chút nào về chuyện này thế rồi chàng xếp đặt ký ức lại cho có thứ tự đoạn mở đầu câu chuyện có một chuyện tại hạ cần phải nói rõ cho tiền bối biết đoàn dân trình hắn giọng một tiếng rồi hỏi việc đó có quan trọng không dĩ nhiên là quan trọng rồi vì nó liên quan đến lệnh ái có liên quan đến con gái của lão phụ ư ừ. đọc cô nhạn sợ lão cứ cắt đứt câu chuyện khiến cho chàng không đủ mạnh dạn nói ra nên vội giả dạ đáp tại hạ đã gặp lệnh ái rồi thiếu hiệp đã gặp nó rồi ư ừ. hiện nó đang ở đâu vậy Độc cô nhạn thấy lão xúc động quá không khỏi giật mình ấp uống đáp. Cô nương à, bị bọn thuần du thế gia giam hãm trong quỷ sầu giảng trên núi nhạn đàn. Đoàn dân trình kêu to một tiếng rồi ngất đi. Độc cô nhạn không ngờ câu chuyện lại ra như thế này nên dội nâng lão dậy. Thì triển thủ pháp nắng bóp quyệt đạo. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đoàn dân trình dần dần hồi tỉnh đọc cô nhạn thở dài nói. Tiền bối có nóng nải cũng bằng vô dụng Điều cần thiết là tiền bối cần phải bảo trọng thân thể của mình Đồng dân trình nghiến rằng nói Nếu con gái của lão mà có mệnh hay gì Ôi trời ơi lão sống trên đời làm gì nữa chứ Lão nhìn quanh rồi đứng phát dậy Thiếu hiệp gặp y trong trường hợp nào vậy Vì lẽ gì y lại bị bọn thuần du thế gia giam giữ Sao thiếu hiệp biết y là con gái của lão phù Thiếu hiệp đã hỏi y rồi hay sao Lão hỏi dồn một chập Khiến cho đập cô nhạn không biết trả lời thế nào cho tiện Sao chàng đem chuyện đoàn hiếu dân thuật lại đầu đuôi không bỏ sót một chữ nào Đoàn dân trình nghe xong nghiến răng dậm chân Hai mắt trợn lên cơ hồ rách cả mí mắt Lão lạnh lùng hỏi bằng một giọng mỉa mai Kết quả là ngươi bình an thoát ra Rồi bỏ mặt con gái lão phu ở lại thuần du thế gia đọc cô nhạn thở dài đáp tại hạ không có biện pháp nào khác và đã thuật lại cho tiền bối nghe cả rồi đoàn dân trình gầm lên không có biện pháp nào ư ừ. đột nhiên lão sai tay lại nắm lấy cổ tay của chàng rồi la lên thế mà ngươi còn dám cái mặt về đây gặp lão phu đọc cô nhạn không ngờ đoàn dân trình ra tay một cách đột ngột thực ra chàng cũng nghĩ tới lúc lão mà phát cáo lên có thể động thủ nhưng chàng vẫn không né kịp vì trong lòng của chàng hối hận thẹn thùng mà thủ pháp của đoàn dân trình cũng nhanh ghê gớm cổ tay của độc cô nhạn đã bị nắm giữ chàng không nghĩ đến chuyện cựa quậy chỉ cười gượng và nói tiền y tính thế nào đây đoàn dân trình tức giận hét lên bây giờ chỉ có một cách là ngươi đi theo với lão phù lập tức trở về núi nhạn đảng cứu nó ra rồi chữa khỏi cố tật cho nó như thế thì mọi việc đều yên còn không thì hư không thì sao hả Đồng dân trình quát mắt lên đáp Ta có 24 thứ độc công cực kỳ lợi hại Bất luận là dùng thứ nào cũng đủ Làm cho người tàn xương nát thịt quá Thành một dũng máu đó Độc có nhạn nhăn nhó cười đáp à, Việc đi cứu lệnh ái là bổn phận của tại hạ phải làm rồi Có điều tiền bối ra tay bức bách thì không được Đoàn dân trình tức giận hỏi Vậy chứ người định cứu con gái của ta bằng cách nào hết Ít ra thì cũng phải tính một kế hoạch trước Ngươi trùng trình được Chứ lão phu thì không được Huống chi còn gái lão phu Bị cầm tù trong thuần du thế già Biết đâu đã gặp chuyện gì bất trắc rồi Tại hạ biết cô nương không hề chi Sao người dám nói chắc như vậy Một là có thiết quyết tú sĩ Ôn công lăng hiện ẩn mình Trong quỷ sầu giảng Y đã chịu ngắm ngầm bảo vệ cho lệnh ái được an toàn Hay là thuần du thế già sẽ không giết nàng đâu Đoàn dân trình la lên Còn yêu phụ đó Còn nghĩ đến đạo nghĩa gì đâu Sao chúng không dám hạ sát con gái của ta chứ Ít ra thì họ cũng nể mặt tiền bối Mà không dám hạ sát lệnh ấy Phải chăng bọn họ định lợi dụng ái nữ Để quy hiếp lão phu đầu hàng Tiền bối thật là người mẫn tiệp Vừa nghe nói thì đã đoán nghĩ ra ngay Tuần Du Thế Gia đã lập tâm gây ra một cuộc đổ máu rùng rợn trên chốn giang hồ để quét sạch gió lâm thì dĩ nhiên thì họ cần một vị chuyên về dùng độc như tiền bối người có ngoại hiệu là độc thánh thế sao bọn chúng muốn lão phu làm nanh vuốt cho bọn chúng hay sao bọn họ đã có chặn lưới từ lâu rồi sở dĩ bọn họ có ý bắt lệnh ái là gì muốn thâu dụng tiền bối bây giờ thấy là họ đã đạt được mục đích rồi họ biết tiền bối rất yêu con gái nếu họ bắt được lệnh ái là nửa người của tiền bối đã thuộc về họ rồi Quả đúng như thế thật Lão hậm hực dậm chân rồi nói tiếp Nếu bọn chúng ngược đãi con gái của lão phù Thì lão phù quyết đạp đổ thùng du thế gia thành bình địa Cả con gà con chó cũng không còn Chứ đừng nói chi là con người Trong thuần du thế gia Ai cũng tinh thông về công lực âm tà Môn bạch điên trưởng của họ Đã khiến cho bao nhiêu người phải khiếp đảm Tiền bối liệu có chống đỡ nổi với họ không Đọc con nhạn trong lòng hồi hộp không yên bây giờ chàng đã biết rõ thân thế của thuần du lão phu nhân là tổ mẫu của chàng tứ phu nhân là mẫu thân của chàng nền thực chàng là thuần du minh chàng cũng là một phần tử trong thuần du thế gia liệu chàng có thể dứt bỏ được cái đó để tiếp tục coi thuần du thế gia là cừu địch được nữa hay không nhưng đọc câu nhà nghĩ đến hai chữ chính tà hơn nữa chàng đã phát thể không nhìn nhận song thân thì hà tất phải lấy điều đó làm băn khoăn lo nghĩ chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đoàn dân trình lên tiếng nói thoạt tiền lão phu đem sự thành thực ra đàm luận với thuần du thế gia cùng họ hợp tác đọc câu nhãn sửng sốt ngắt lời hợp tác ư hợp tác trên lập trường nào đoàn dân trình gượng cười đáp à vì sự an toàn của đứa con gái lão phu đành ưng thuận điều kiện của họ cùng họ đối lập với võ lâm đồng đạo bằng con gái lão phu mà có chuyện gì bất trắc thì lão phu trở mặt động thủ đập tan tành thuần du thế gia chẳng cần đính đến chuyện thành bại gì nữa đọc cô nhãn kinh ngạc rồi hỏi phải chăng tất cả đều là lời thành thật chẳng lẽ lão phu lại còn hâm dọa hay sao ít ra thì cũng có một vài điểm tiền bối nên suy nghĩ lại đoàn văn trình chợt hỏi ngay điều gì đọc cô nhãn chậm rãi đáp nếu tiền bối quyết định như vậy thì tại hạ có thể thủ tiêu lời hứa với lão tiền bối. Tức là không chữa trị chứng tiền thiên cố tật cho cô ấy nữa. Bà dân trình cười khanh khách rồi nói. <laughs> Ta e rằng cái đó ngươi không tự chủ được đâu. Lão siết chặt năm ngón tay một chút. Độc cô nhạn cảm thấy một luồng lực đạo kỳ dị quy hiếp kinh mạch trong người của chàng. Toàn thân chàng không tự chủ được nữa. Trong người tê nhất dường như bị rất nhiều kiến đốt. Bất giác chàng tức giận kêu lên Lão thất phu ngươi làm cái trò gì vậy Đây chẳng qua là một thứ độc công Mà lão phu tên gọi là hắc phúc cổ Độc công này tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn Con kiến chui vào kinh mạch của ngươi Thật là một thủ đoạn đê hèn mà Đoàn dân trình lắc đầu cười đáp <laughs> Lão phu chỉ vì con gái của mình thôi Nhưng người cũng bất tất phải hoàng mạc Hắc phúc cổ tùy lợi hại thực nhưng cũng không có gì đáng ngại đâu cứ chờ cho con gái của lão phù khỏi bệnh thì lão phù lập tức hút hết chất độc ra ngay nếu ta bỏ mặt thì sao chỉ trong vòng ba ngày da thịt của người sẽ vỡ nát ra mà chết khắp gầm trời này ngoài lão phù ra không ai có thể trị được chứng hắc phúc cổ này cả dứt lời lão nắm tay đọc cô nhạn rồi nói chúng ta đi thôi đi đâu lên núi nhạn đảng chứ đi đâu Ngươi đã biết còn giả vờ hỏi ai nói là ta đi đoàn dân trình sửng sốt hỏi sao lại không đi chẳng lẽ người muốn chết sao đọc cô nhạc càng cười lớn hơn đáp <laughs> bậc đại trượng phù sống đã chẳng lấy chi làm mừng chết thì có chi là sợ càng kia dứt lời thì đã giật mạnh một cái cổ tay của chàng thoát khỏi bàn tay của đoàn dân trình rồi tung người giọt đi đoàn dân trình la lên đọc cô nhạc quay lại đó độc cô nhạn vẫn không quay đầu lại chàng gần giọng đáp thời gian ba ngày là đủ lắm rồi Cảm ơn lão đã ban ơn cho ta ta có lý do mà chết khỏi phải hối hận đoàn dân trình hậm hẫn quát lên độc cô nhạn ngươi còn chưa đứng lại sau Đọc cô nhạn giờ như không nghe tiếng chàng cắm đầu gia tăng cước lực chạy thật nhanh chàng bị đã kích quá mạnh nên bây giờ đối với chàng sinh mạng đã trở thành gánh nặng vô dị độc dược của đoàn dân trình lại làm cho chàng chết yên lòng hơn bớt hối hận dây đoàn hiểu dân vì ít ra chàng cũng chết trong tay của gia gia của nàng vì thế dù nghe đoàn dân trình gọi chàng vẫn cắm đầu mà chạy như bay hắc phúc cổ tuy làm cho con người có cảm giác như có ký sinh trùng trong kinh mạch toàn thân nhưng chưa đến lúc phát tác thì trong người không bị ảnh hưởng gì mới chớp mắt thì độc cô nhạn đã chạy xa đến 10 dặm đoàn dân trình tuy hết sức rượt theo nhưng khó lòng đuổi kịp trong một thời gian ngắn Giữa lúc độc cô nhạn đang chạy như bay thì trước mặt có người lớn tiếng gọi. Độc cô nhạn Độc cô nhạn Độc cô nhạn định thần nhìn lại. À thì ra chính là tứ bất hòa thượng. Chàng không kịp nói rõ chỉ là lên Chạy lẹ đi! Chạy lẹ đi! Lão đoàn dân trình đang rượt theo đó. Tứ bất hòa thượng xoa cái đầu trọc lóc rồi hốt quảng nói. Sao? Đoàn dân trình ư? Ây da chết rồi! Bản hòa thượng chắc là quy với lão rồi. Nhà sư không dám nói nhiều nữa Ông ta lập tức xoay mình sống dai với độc cô nhạn mà chạy Nhưng thân thủ của đoàn dân trình quá cao cường Hai người chỉ dừng lại có một chút mà lão đã đuổi kịp Lão quát to lên một tiếng dùng chưởng đánh tới tứ bất hòa thượng Mà người của lão vẫn không dừng bước Giọt lên như sao xẹt để đón đầu của độc cô nhạn Quý thính giả thân mến, đọc cô quái khách phần 21 tác giả giả Kim Dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 22 trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt.